Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên là Mai Nguyễn Tấn Đạt, em 25 tuổi. Hiện em đang làm việc tại quận 9. Em là kỹ thuật viên vận hành máy. Quê Đạt ở đâu? Quê em Long An chị. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Vương Thị A Lo. Thì em sinh năm 1995, em tuổi heo. Hiện tại là tư vấn y khoa cho một công ty về sức khỏe. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh thì ít mà điểm yếu thì nhiều. Em biết nấu ăn, nói chuyện rất là to. Có thói quen là đi vệ sinh hay cầm điện thoại. Đi xe thì hay ngủ quên. Cho nên là cứ mỗi lần đi xe á là mẹ em cứ muốn liền em xuống không ạ. Bởi vì cứ sợ em té á, cứ gió hiu hiu là em ngủ gục à. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm mà em kể rô ra chắc em mai. Em công nhận cũng thật lòng ghê. Đi toilet cầm điện thoại cũng nói. Vậy em thích sống ảo á. Sống ảo? Ủa trời ơi. Sống ảo trong toilet luôn hả? Thôi rồi, vô toilet mà cũng vậy nữa em hả? Dạ, cho vệ sinh cho dễ. Tưởng đâu vô trong trỏng mà chụp hình tự sướng đăng Facebook chứ. Dạ, lâu lâu cũng có. Chết rồi, đăng lên cái là mệt luôn á nha. Rồi còn bạn trai. Điểm mạnh của em là biết ca hát, cũng nấu ăn cũng được. Còn điểm yếu của em là em rất là nhát đám đông, hay rụt rè. Nhiều khi mình hay nóng tính. Nhưng mà được cái em nóng tính xong rồi qua hôm sau em suy nghĩ lại mà thấy cái nóng của mình sai là em quay qua em xin lỗi cái người mà em nóng tính với người đó. Bây giờ thôi hát bài cho đỡ rung đi. Dạ. Thì em hát một khúc trong bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Bạn nữ có thể hát đáp lại bạn nam chút đi. Dạ, thì em xin hát bài em quên tên mất tiêu rồi. Dạ. Vô, hát luôn em. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, trở về đi những khát khao trong lòng, cho siêu đi tình yêu như cháy bông, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Dạ hết rồi. Em có thói quen hay có sở thích gì không? Dạ, em đi ra đường em hay cầm tỏi. Bởi vì do em, bạn em nói em là tính hay dễ dụ á, tính khờ khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên đây không? Dạ, cầm dụng ví, hôm nay có cái gì đựng trong đây đó. À, coi như đi đâu cầm tỏi theo vậy sợ bị dụ. Dạ. Rồi còn có gì nữa? Có tỏi là dụ không được em hả? Dạ, tỏi tính ta. Em đi coi bói nhiều, người ta nói vậy. Sợ ta bỏ bùa đó. Dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Dạ. Rồi còn gì thói quen nào nữa không? Dạ, em không ăn bò. Cái gì? Không ăn thịt bò. Dạ, hồi đợt em đi thi đại học mà em rớt á, thầy bói nói á là em do ăn bò cho nên bị rớt. Em từ đó em không ăn bò nữa. Trời đất ơi, còn gì nữa không? Dạ còn. Gì nữa? Dạ thì như nãy em kể á, em đi xe á thì em hay ngủ quên á, em tự lái em tự té luôn. À. Trời, cô lạ ta. Ủa em, cái túi em để tỏi rồi cái tiền em bỏ đâu em? Dạ, ngày xưa thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, em đi con mình em sợ, hồi giờ em đi xe nữa. Em nhét tiền ở dưới cái giày á, cái xong rồi giờ không cho mang giày em phải nhét vô tóc. Cô này lạ thiệt, tỏi để túi, tiền để tất. Ủa em quê là ở đâu vậy em? Dạ em ở Phú Yên. À, chủ quê Hoài Linh đó hả? Dạ đúng không? Hoa vàng trên cỏ xanh đó hả? Dạ, giờ mùa hè không có xanh. Nhưng mà nữa. Đó giờ có bị gạt gì lần nào chưa mà sợ đủ thứ vậy? Dạ chưa, sợ mà gạt không ai gạt hết đâu. Tại bỏ tỏi nhiều quá không ai dám gạt. Nhiều khi bỏ cái trời mưa ướt cái thay cùng tỏi khác. Không, anh chỉ em cách này nè em. Bỏ tỏi cũng bị gạt nữa, em về em đâm tỏi nhuyễn ra. Xong để nguyên bịch em trét nguyên người rồi em đi đâu vậy? Không ai dám dụ em chứ. Em rồi. Sợ đi ra đường á, người ta nói em bị không nách cho nên em không dám chết tỏi đâu. Rất là thiệt thà. Thiệt có sao là vậy? Phú Yên đó mà. Bạn trai bên kia thì sao? Nghe vậy rồi mình thấy như thế nào? Chắc em mua cho xà bông bưởi tắm cho bớt đi mùi tỏi quá chị ơi. Người ta bỏ trong túi đàng hoàng. Còn cái kia là người ta sợ, người ta tưởng như thôi chứ đâu có bị hôi đâu. Dùng duyên. Mai em về em đâm ớt em tét luôn. Đi tình cho nó ngọt cái ổi cái tỏi bên kia luôn.
Tình trường. Nãy giờ nói chuyện vui thôi ha, bây giờ nói chút xíu về tình trường bạn đi. Em là em ế kiên trì luôn á, mà không biết là cái kiên trì nó ế với em hay em là em kiên trì với nó nữa. 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Cũng hay. Bên đây sao cưng? Dạ em cũng vậy. Dạ em cũng vậy. Hả? Em làm lại câu thơ cho bên kia đi. 20 mấy mùa. Sinh năm 95 là. Trời ơi đếm nữa hả? Cộng tuổi đẻ luôn là 24. 24 mùa lá đổ. Dạ. Chưa ai cầm cổ tay. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay ảnh cầm cổ tay mình. Dạ thôi cũng được. Được không? Dạ. Bữa nay không có đem tỏi lên đây là ảnh vô được đúng không? Có tỏi em cũng biết nữa. Trời ơi thiệt chứ. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu hợp thì lấy. Như thế nào mới là hợp? Cao. Cao. Cao đừng có mít 75 trở lên là được. Cao bao nhiêu? Cao vừa vừa không chị? Cao bao nhiêu? Bên đây không 75, 57 được không? Dạ cũng được. Nói chung là cao. Dễ dãi quá vậy. Cao, thẳng. Nhưng mà nếu có cong thì cong vừa vừa thôi, cong quá. Ế rồi giờ gì cũng chịu hết. Cong cong cũng được nhưng mà đừng cong quá. Dạ. Tính tình có không thích cái gì người đàn ông không? Thì do em là gái ngành đó cũng không. Gái gì? Dạ em làm ngành y tế cho nên là em cũng không quan trọng cái đó lắm. À. Cho nên là em chỉ thích là kiểu như là không có phụ thuộc vào cha mẹ. Nói chung không có xin tiền ba mẹ. Còn nếu xin là phải trả. Mượn mới trả, dạ, xin trả dạ. Gì nữa. Có nghĩa là thích người đàn ông tự lập. Dạ. Bạn trai sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Những cái đó thì chắc tầm hơn 99% chị ạ. Rồi. Mẫu người của em sao? Em thích người bạn gái như thế nào? Dễ thương chút, tính tình vui vẻ, yêu thương gia đình là được rồi. Dạ. Cái đó em dư. Dư luôn hả? Em chỉ thiếu chiều cao thôi, cái gì em dư. Làm dâu được không? Dạ, được. Không có sao chị, nó đừng có khai ra chi. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em cao mét nhiêu? Em cao mét 68. Chuẩn quá ha. Mà bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Trong 2 năm đổ lại là tiến tới hôn nhân. Chừng nào đẻ con? Cái đó thì để về em nói với bạn đó sau chứ giờ. Mà có biết làm ăn gì không? Biết chứ chị. Chưa có mối tình nào sao biết là mình biết? Thì thử mới biết, chắc chắn là được. Có hôn thử lần nào chưa? Có, con em hôn nhiều lắm. Hôn ai? Hôn con của bà chị kế bên phòng. Con bà chị nhiêu tuổi? Con bà chị nó 2 tuổi mấy. Vô duyên. Có coi phim tình cảm thấy trai với gái hôn nhau chưa? Có chứ. Trong người mình cảm thấy sao? Thì cũng muốn hôn nhưng mà chưa tìm ai nên ôm qua ôm cái ói nhịn gói xong coi tiếp. Mà mình không được đúng không? Dạ được. Thẳng đúng không? Thẳng. Thích trai không? Không bỏ đi chị ơi. Ở đây ha. Rồi để dạ. Chị coi đẹp trai lắm nha, cao ráo nha. Bây giờ người phụ nữ thế nào em thích gì? Dạ, nói luôn coi. Anh Nguyệt Lão xe duyên cho em người bạn nữ cao tầm mét 52 tới 60 cũng được. Đó thôi ha. Dạ. Nó đùa là cô gái mét 52 của bài đó chứ em thích người con gái khoảng từ mét 6 trở lên. Dạ. Rồi, tóc là dài dễ thương, ngắn. Tóc dài đen. Tóc dài đen đúng màu, không? Màu đừng có chói quá là được. Sơn móng tay móng chân đủ màu được không? Một màu thôi, đủ màu nhìn lát mắt em nổ đom đóm. Xăm mình được không? Xăm mình thì em thì được nhưng mà gia đình em nghĩ không được. Dạ. Bây giờ phụ nữ hay xăm lắm. Trời ơi cao. Dễ thương quá. 1m52. Bài đó dễ thương lắm. Em biết bài đó. Em biết nãy em nói lộn đó. Nó lộn nghe đó. 1m52. Không cao như mọi người phải ngước nhìn. Dễ thương lắm. Chào em gái. Dễ thương. Hôm nay thì em gặp chàng trai bên đây thì nói chung cũng trắng trẻo. Vấn đề cao thấp không quan trọng. Quan trọng là cái đầu của mình. Đúng không? Dạ. Em có ghen không? Bởi chàng trai bên đây là cũng hơi đẹp trai nên cũng dễ các cô gái theo lắm á. Em không quan trọng, con trai đương nhiên phải lăng nhăng rồi. Quan trọng là biết quay về là được, mà em phát hiện đó là chết với em. Do là em có vỏ. Con trai phải lăng nhăng hả? Dạ em thấy bình thường. Bình thường? Dạ. Có củ tỏi nào không đưa coi? Bữa nay không có cái nào ở gánh hết. Dễ thương á. Rất là xinh, giọng nói lạ lắm nha, dễ ấn tượng lắm á. Dạ. Rồi em ghét gì nhất cái đàn ông? Từ từ em quên tên bạn kia. Nhưng nãy em rung em nghe được kỹ thuật viên thôi. Đạt 25 tuổi. À dạ đúng tên cha em. Hả? Dạ đúng tên cha của em. Chết mồ không? Gì anh nói em? Em giống tên cha của bạn ấy. Chết luôn á. Về bây giờ nữa gây lộn nữa. Đạt. Hả? Nhiều khi là không dám chửi anh. Chửi là ông già quýnh lại sao? Trời ơi thì trùng hợp lạ ta. Tên con rể tên ba giống nhau. Không dễ thương. Em vui lắm á.
em có cái duyên ngầm nha, quê của bên vợ anh gần bên em á. Nha Trang hay Bình Định á? Bình Định á. Dạ. Ừ. Xa lắm các em chưa đi. Có vỏ đó, đừng chọc nha. Vỏ cổ truyền hả? Dạ sao anh biết? Thì thường Phú Yên Bình Định vỏ nhiều đó, em có thể múa một đường cho anh coi không? Dạ không, tím tím lại. Hả? Cho bạn anh kia sợ nữa. Kệ nó sao đâu, trời con gái có vỏ tốt có gì đâu. Giờ anh lâu rồi em quên, em nhớ được nữa. Chứ ngày xưa ba không có cho, ba nói con gái học y là không nên tập vỏ. Cho ba là giả sư rồi không muốn con gái cũng đi con đường quánh vỏ. Cho nên em toàn học lén khi ba dạy học trò thôi. Chủ yếu là đứng tấn với lại đấm. Chúc em múa dài đường cho anh coi, anh nể em nha. Ok, đâu có sao đâu. Rồi, chấm đàn gái, dễ thương, thông minh, hài hước. Được. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân từ nhỏ đến lớn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Duyên, là bạn sát nhà với A Loan luôn, chơi thân từ nhỏ tới giờ luôn. Em có nhận xét về bạn thân của em á, phải nói là cực kỳ thật thà luôn, rất là vui tính. Bạn Loan á thì là nấu ăn rất là ngon, biết chăm sóc gia đình, quan tâm tới ba mẹ và rất là hiếu thảo luôn. Về phía Nam này á thì em thấy bạn Nam này là theo cái nhìn chung tổng thể và theo cái tâm tưởng của Loan á thì bạn này là rất là hợp với Loan luôn. Nhìn cái phong thái, rồi nhìn cách nói chuyện, nhìn lúc mà bạn bước vào á thì em thấy bạn có cầm thêm một cái món quà để tặng Loan và Loan rất là thích cái này. Dạ em xin hết ạ. Thôi cảm ơn bạn. Thôi. Dễ thương quá. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi cha, với cha mẹ và em gái cùng bà chị của em. Chào cô Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào các khán giả ở trường quay. Cô là mẹ của Đạt. Đạt thì rất là nhát gái. Hôm nay đến trường quay cũng mong cho Đạt tìm được một nửa của mình. Cô gái bên đây cũng đẹp mà hiền, cũng dễ thương, biết nấu ăn đồ. Cô thì cũng muốn kiếm được một con dâu ngoan hiền, lễ phép, biết lo cho chồng con. Mong hai đứa cho nhau cơ hội. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Loan ơi Loan. Dạ. Em cũng đừng yên tâm, đừng lo lắng gì, bởi vì mẹ của Đạt thì cũng nhỏ con ha, cũng hợp với em lắm á. Thấy mẹ hiền rồi, ba đó hả? Ba Đạt á hả? Sao chú thấy sao chú, con dâu tương lai mình được không? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Thì thấy cháu gái bên đây nó cũng dễ thương, cũng do đài truyền hình này xây duyên thì tôi cũng cảm ơn, xin hết. Dạ cho em xin ý kiến của chị của em. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy bé dễ thương, cũng thấy hiền lành. Chương trình có thể cho hai đứa là tạo điều kiện, nếu mà hai đứa nó hợp với nhau thì cùng nhau tiến tới. Em xin hết. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Có món quà tặng em. Em thì nấu ăn giỏi hà. Dạ nấu gì cũng được, cay thì nấu kiểu cay, nói chung nấu kiểu gì em chơi kiểu nấy. À là dạ. Đủ hương sắc hương vị trong dạ. Món ăn gì? Anh thấy gì đây không? Cái gì? Đều xong bằng tay rồi. Dạ. Ở nhà anh đông anh chị em không? Anh có một đứa em gái nữa đang học lớp 10. Dạ. Chắc cao lắm ha. À nó cao, nó ngồi. Dạ. Đừng có nói chuyện cao lùng gì đấy. Dạ. Vô chuyện tình cảm đi. Anh có thân như bạn gái đâu không? Thân á hả? Dạ. Thân thì có. Trước cũng có thích đơn phương một cái bạn gái, nhưng mà chỉ là mức tình bạn ở đó thôi, không có hơn được nữa. Dạ anh cũng trong trắng như em luôn. Trước trong em cũng chưa có mối tình nào, nhưng mà cả chơi thân như một bạn trai. Hồi ở sinh viên á thì tụi em ăn chung, học chung, làm chung, tắm biển chung, chỉ có không ngủ chung thôi. Giờ mọi đứa cũng nói chung là không chung đường, nghĩa là giờ bạn đi về quê bạn, còn em về quê em. Cho nên em cũng có ranh về con trai lắm, nhưng mà về bệnh lý thì em ranh. Rồi coi ảnh có bệnh gì không? Dạ em có chỉ tay thì em mới biết. Em có thể thoải mái. Đó em qua đi, em qua đi, em qua em bắt tay coi ảnh có bị bệnh gì không. Sao anh run dữ. Này chắc nó loạn nhịp rồi không ra quá.
Sao? Dạ anh rung quá, chưa gì ta rối loạn thần kinh thực vật rồi á. Rung quá. Giờ em chuyển anh qua thực vật luôn rồi chứ. Nhưng mà rối loạn thần kinh thực vật là sao cô? Rối loạn thần kinh tim, những tim đập hồi hộp á. Dạ em thấy anh chắc cũng đúng là từng trải qua một cái cá tình đơn phương thì em có thấy. Ồ, thấy được luôn hả? Dạ. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt đối phương đi, mình còn 15 giây nữa thôi nha. Mỗi người hãy nói lên cảm xúc thật sự của mình bây giờ như thế nào. Mình thấy trong lòng mình như thế nào, mình nói. Em cảm nhận như thế nào, em nói trước đi. Dạ, em thấy anh cũng giống người mà em đang tìm. Còn anh thấy em sao? Dạ, em không có cao 1m52 đâu. Chiều cao cũng không quan trọng lắm, mẹ anh cũng không có cao lắm. Chủ yếu là biết hiểu nhau là được. Dạ. Rồi, hết thời gian. Nào. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Anh xin lỗi, em nghĩ là mình chưa có gì với nhau. Mong là em sẽ tìm được người dạ tốt với em. Bạn nghĩ gì mà bạn không bấm? Dạ em chưa có rung động thực sự, nên là nếu mà mình bấm thì mình sẽ có trách nhiệm với lại cái nút bấm đó. Chính xác. Dạ. Dạ thì không quen thì làm bạn. Hãy lạc quan lên, biết đâu sẽ có nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình và sẽ bấm nút chọn bạn nhé. Rồi, rất là dễ thương. Một cô gái rất là thông minh, lém lĩnh, hài hước, năng động nữa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương, một nửa manh ghép cho cuộc đời mình nha.